MC Đức Thắng, Mai Hương. Xin tất cả kính chào tất cả quý vị. Chúc quý vị một buổi tối thật là nhiều hạnh phúc và thưởng thức những món ăn và văn nghệ thật là vui tươi. Và có thể thấy là ở bên cạnh của Thắng ở đây là hai MC rất là dễ thương, đẹp, rất là minh tinh mạnh mẽ ở cộng đồng của chúng ta. Và có thể thấy rằng là Thắng cũng rất là đẹp trai và quý vị. Hy vọng là không có biết chuyện ma giống như một ngàn thôi. Và để cho tiếp nối với chương trình ngày hôm nay thì Mai Hương cũng xin cầu chúc cho tất cả quý khách chúng ta có một bữa tiệc thật là ngon miệng, hạnh phúc và vui vẻ bên những tình thân yêu của người thân trong gia đình cũng như những tình cảm mà của cộng đoàn chúng ta có được ngày hôm nay. Và tiếp đến thì Mai Hương xin gửi đến quý vị cũng như tất cả ban ngành trong cuộc đời ngày hôm nay thì xin giới thiệu với quý vị một người cũng rất là đặc biệt. Anh luôn luôn là một cánh tay đắc lực của cộng đoàn. Vâng, chúng ta xin chào đón anh chủ tịch cộng đoàn Công giáo Tây Úc, anh Lê Minh. Xin cho một tràng pháo tay thật lớn cho anh Lê Minh. Chân thành cảm ơn quý anh chị MC. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý cùng quý ông bà và anh chị em. Trước hết, tôi xin được thay mặt cho quý anh chị em trong ban thường vụ xin kính chào quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý cùng quý ông bà và anh chị em rất thân thương trong buổi tối hôm nay. Và chúng con cũng xin chân thành cảm ơn quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà và anh chị em đã bỏ chút thời gian đến đây để cùng chung vui với cộng đoàn của chúng con. Biết rằng quý cha, quý sơ cũng như tất cả quý cụ, quý ông bà và anh chị em rất bận rộn cho công việc hàng ngày, nhưng cũng đã cố gắng sắp xếp đến hôm nay tham dự rất đông đủ trên 700 người tham dự vào hôm nay. Đó là một niềm vinh dự rất lớn cho ban tổ chức của chúng con. Chúng con xin chân thành cảm ơn. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý cụ, quý ông bà và anh chị em, ngày hiến máu được tổ chức tại cộng đoàn Công giáo Việt Nam Tây Úc không ngoài mục đích là quy tụ tất cả các con em, các con cháu trong cộng đoàn, chúng ta cùng quy tụ về ngôi nhà mẹ để chúng ta cùng nhau chung vui và cùng nhau chia sẻ niềm vui với người mẹ, người bà của mình. Trong tinh thần đó, tôi xin được thay mặt cho ban thường vụ xin kính chúc quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý cụ, quý ông bà và anh chị em một đêm thật vui và đầy kỷ niệm trong ngày kính hiền mẫu năm 2011 năm nay. Xin tất cả chúng ta cho một tràng pháo tay để chúng ta chào mừng nhau. Good evening everyone. Welcome to Vietnamese Catholic Community Dinner to celebrate Mother Day. Please put your hands together to welcome our wonderful mother, aunties, grandmothers, sisters who are here with us tonight. Mother Day is a time to show appreciation for the achievements and efforts for every mother. On behalf of Vietnamese Catholic community, I would like to wish all the mothers here a very happy Mother's Day and ask God's blessing on them so they can continue their demanding role. Thank you for all being here on
Sunday. We hope you will enjoy this special time with your family in the presence of our community here tonight. Thank you. Và hôm nay chúng ta thấy có sự hiện diện của quý sơ. Quý sơ Vito không phải là một người mẹ như sát phàm của chúng ta, nhưng là một người mẹ tinh thần. Trong tinh thần đó, tôi xin được kính mời quý sơ hiện diện có mặt ở đây lên sân khấu để mang tổ chức chúng tôi tặng quà đặc biệt cho quý sơ. Xin mời quý sơ hiện diện trong buổi tiệc hôm nay, xin mời lên sân khấu. Tôi hiện diện với chúng ta trong buổi tiệc hôm nay. Xin chúc lành cho tất cả những người đã hy sinh công sức để tổ chức
Ngài là tiệc tiền mổ đêm nay, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin hết, xin nói chuyện to lên.